Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Bạch và chào mừng mọi người đến với kênh giải trí của Number Film TV. Theo Frantica thì vào tháng 8 năm 2021 thì nhà Tom Ford đã chính thức cho ra mắt một chai nước hoa flanker đầu tiên của chai Ombre Leather năm 2018, đó chính là Ombre Leather Bạc Film. Nhưng mà vì cái tình hình dịch bệnh mà tụi mình không thể nào mang cái chai nước hoa Tom Ford Ombre Leather Bạc Film về để có thể giới thiệu cho mọi người một cách ngay lập tức. Vì vậy mà mình hứa là khi nào mà dịch bệnh nó bớt cũng như là hàng về tới công ty tụi mình thì mình sẽ rất rẻ một chai nước hoa ngay lập tức để có thể giới thiệu cho tất cả mọi người. Và trước thềm chờ đón một chai nước hoa mới được ra mắt thì tụi mình sẽ nhìn lại xem chai nước hoa Ombre Leather năm 2018 này nó có gì đặc biệt mà rất là nhiều người ưa thích, cũng như là cùng Bạch dự đoán cái mùi hương của chai nước hoa Ombre Leather Perfume năm 2021 này nha. Cùng Bạch bắt đầu video này đây. Và kể từ khi ra mắt thì Ombre Leather năm 2018 đã tạo ra một cái danh tiếng mạnh mẽ cho nhà Tom Ford, nhất ở trong cái lĩnh vực nước hoa. Cái nguồn gốc của chai nước hoa này nó đến từ một cái chai nước hoa có tên là Ombre Leather 16 nằm ở trong bộ sưu tập Private Blend. Nhưng mà vì cái tính mùi hương của chai nước hoa này, thứ nhất là nó dễ dùng, với cái điều thứ hai nữa là cái sự thành công ở phiên bản niche nó không được như mong đợi. Vì vậy mà Tom Ford đã chuyển chai nước hoa này từ niche sang designer cao cấp. Cũng từ cái thời điểm ra mắt tới bây giờ thì chai nước hoa Ombre Leather này luôn được gắn ghép bởi những cái tính từ như là điềm đạm nè, trưởng thành, nam tính. Thậm chí còn có nhiều người nói chai nước hoa nó bad boy nữa mọi người. Cả chai nước hoa này, phiên bản 2018 và cả phiên bản bà Phương năm 2021 thì đều được làm bởi Sonia Constance. Bà là mẹ đẻ của rất là nhiều chai nước hoa nổi tiếng, ở trong đó có những chai nước hoa đến từ nhà Narciso. Và khi nhìn vào chai nước hoa này thì mọi người thấy là cái chai nước hoa này nó đơn giản, đúng basic luôn. Và nó có được một cái hình dáng gọi là cái màu đen nhám nó bao bọc xung quanh. Nhìn cái chai thật sự nam tính cũng hiện đại. Ngoài ra cái phần logo á, nó giống như là một cái miếng da. Miếng logo này được làm từ da nha mọi người. Vì vậy mà Bạch có cảm giác giống như là đây là một cái miếng da rồi một cái áo khoác á, nhìn nó khá là sang. Và bây giờ thì mọi người hãy cùng Bạch xịt chai nước hoa lên trên da để trải nghiệm mùi hương nha. Mọi người nhớ khi mà mình xịt chai nước hoa lên trên tay, mọi người cố gắng xịt xa xa một chút để cái mùi hương nó đừng có bị cồn, cũng như là không có bị quá rất rộng. Mọi người có thể nghe mùi ngay từ lần đầu tiên. Wow. Ok. Khi mà mọi người nhìn vào cái bản thành phần hương của chai nước hoa Tom Ford Ombre Leather 2018 này thì mọi người sẽ thấy là cái phần sự xuất hiện của da thuộc á, nó xuất hiện ở tầng hương sau, dù nó là chủ đạo. Nhưng mà bây giờ mình đã nghe được cái mùi da thuộc ngay từ tầng hương đầu tiên rồi. Cái sự xuất hiện của bạch đậu khấu ở đây theo mình thấy nó chỉ là một cách để làm nền cũng như là tô điểm cho cái mùi da thuộc này nó cay và nó ấm hơn thôi. Về phần da thuộc của chai nước hoa này xuất hiện ở trên đây giống như là mọi người có thể tưởng tượng giống như là một chiếc áo khoác da mới xuất lò ra, thì nó mang được một cái mùi hương da nè, màu hương ấm cay cay một chút. Và sau đó thì nó còn có sự xuất hiện của hoa nhài nữa mọi người. Nhưng mà theo Bạch thấy thì cái sự xuất hiện của hoa nhài nó mờ nhạt đó. Nó cũng không có... Theo Bạch thấy nó chỉ là một cái cách để cân bằng cái mùi hương này lại, để cho cái mùi da thuộc và cái mùi bạch đậu khấu nó không bị quá gắt gỏng thôi, chứ nó cũng không được khai thác một cách triệt để. Và cuối cùng thì cái mùi hương này nó là một cái sắc thái hoàn toàn khác mọi người. Cái mùi hương da thuộc này nó được làm theo cái cách là mùi hương nó rêu phong một chút á. Tại vì nó có sự xuất hiện của mùi rêu sồi, nó khiến cho cái mùi hương này nó mang cái mùi giống như mùi rêu, mùi phong, mùi thời gian á. Và sau đó là nó còn có một cái mùi nhừa nhừa của hổ phách. Nó điểm lên cái mùi da thuộc này, nó làm cho một cái mùi hương này nó tổng thể giống như là một người đàn ông rất là trải đời. Còn về cái độ bám mùi của chai nước hoa này thì theo Bạch thấy nha, nó bám ổn, hoặc có thể nói là rất tốt là ở đằng khác. Tại vì Bạch cũng như là những người xung quanh, nhất là anh sếp á, anh sếp Bạch rất là thích chai nước hoa này luôn. Nhờ ảnh giới thiệu mà Bạch mới biết chai nước hoa này á, thì ảnh cũng đánh giá là chai nước hoa này bám tốt được 6 đến 8 tiếng. Và thực sự như vậy luôn, khi mà Bạch xức chai nước hoa này Bạch đi chơi, mà cái mùa lạnh nha, cái mùa lạnh á, Bạch xức vào buổi sáng và Bạch đi chơi cho tới chiều về thì nó vẫn giữ được cái mùi trên da. Và như Bạch đã nói thì chai nước hoa này sẽ rất phù hợp cho các bạn nếu các bạn đang tìm một chai nước hoa để các bạn có thể đi chơi nè, vào thời điểm mà mùa mưa, mùa lạnh, đi du lịch ở những cái vùng nó mát mát, nó là lạnh quanh năm như là Sapa, như là Đà Lạt. Và các bạn cũng có thể sử dụng nó để đi hẹn hò cũng rất là tuyệt vời. Tuy nhiên
nếu các anh em đang kiếm một chai nước hoa để đi làm công sở là văn phòng á, và nhất là dùng vào thời điểm trời nóng hay là dùng linh hoạt thể thao á, thì mình khuyên mọi người là đây không phải là những gì các bạn đang tìm kiếm đâu. Vì như mình đã nói, cái sự xuất hiện của gia thuộc và cardamom, tức là bạch đậu khấu ấy, nó đã có mang được một cái mùi hương vừa ấm vừa cay rồi, thì mình không nghĩ là người ta sẽ cảm thấy là các bạn sẽ muốn thân thiện với các bạn đâu. Và nếu như tất cả các bạn không quen cũng như là không phải fan của mùi gia thuộc, thì mình nghĩ là lần đầu tiên các bạn sức các bạn sẽ hơi bị choáng, bị ngợp một chút. Nhưng mà mình nghĩ là các bạn nên bỏ một chút thời gian để mình thẩm thấu cái mùi hương này, để cảm nhận được là mình sẽ yêu thích luôn cái mùi hương này. Ok, và đó là tất cả những gì mà Bạch đã trải nghiệm về chai nước hoa Ombre Leader năm 2018. Và bây giờ mọi người hãy cùng Bạch đến tới phần là dự đoán mùi hương của phiên bản Ombre Leader và phim. Thì đây là phiên bản flanker đầu tiên của chai nước hoa Ombre Leader năm 2018 này. Nhưng mà ngoài cái việc là nó có sự khác biệt về cái logo phía trước này, nó sẽ là màu đen, còn ở trong phiên bản bạc phim nó sẽ là màu trắng, thì Bạch còn thấy nó có một cái sự thay đổi và cải thiện một cách rõ rệt. Tại sao lại là thay đổi? Thứ nhất là ở trong các phần hương nó đều được thay đổi hoàn toàn. Không phải là hoàn toàn, nhưng mà nó vẫn có một cái sự thay đổi, thêm thắt những cái nốt hương như là lá violet và tuyết tùng ngay từ tầng hương đầu tiên. Và thêm vào đó nó là sự xuất hiện của thuốc lá. Mà mọi người có thể biết là thuốc lá nó là một cái mùi hương đặc trưng của những cái chai nước hoa mang được cái nét nam tính và nổi tiếng. Mà cái mùi nam tính đó, cái mùi thuốc lá đó nó còn hòa chung với cái mùi gia thuộc nữa, thì mọi người có thể thấy là cái sắc hương cũng như là cái độ nam tính của cái phiên bản sau này nó mạnh mẽ như thế nào. Và thứ hai là tại sao lại là cải thiện? Vì ở phiên bản Ombre Leader năm 2018 này, theo Bạch đánh giá là mặc dù nó có những cái sự thành công nhất định, cũng như là nó được rất là nhiều người ưa thích, nhưng mà theo Bạch thấy thì nó còn có những cái khuyết điểm. Ví dụ như là cái mùi hương của nó hơi gắt một chút và nó hơi khô một chút. Thậm chí là những cái sự thay đổi uyển chuyển giữa những cái nốt hương nó hoàn toàn không có. Nó có thể là cách đó là cách mà Tom Ford muốn tạo ra một cái người đàn ông kiểu gai góc, trẻ đời. Nhưng mà theo Bạch thấy thì vì vậy mà nó không mang được cái nét có thể lình mũi ngay từ lần hương đầu tiên. Nhưng mà ở phiên bản Tom Ford Ombre Leader bản bạc phim năm 2021, thì theo những cái gì mà Bạch đã đọc từ review nè, từ những cái bình luận ở trên Fragrantica, mình sẽ show cho mọi người xem á, thì mọi người đều đánh giá là cái mùi hương này nó có phần nó sáng hơn và nó ít khô hơn. Tại vì nó có sự xuất hiện của hoa nhài. Và như Bạch đã nói thì hoa nhài ở trong phiên bản Ombre Leader 2018 nó không hề được gọi là khai thác một cách triệt để, mà nó chỉ xuất hiện như là một cái thành phần hương, như là một cái chất cân bằng thôi. Nhưng mà theo mọi người đánh giá là ở phiên bản năm bạc phim á, cái mùi hương hoa huệ nó được khai thác triệt để, nó tạo ra cái mùi hương nó dễ dùng, nó ẩm hơn và nó mang được một cái nét là nó sáng hơn. Và nếu như các bạn so sánh thì cái mùi hương của Ombre Leader 2018 này á, nó như một cái áo da vừa xuất xưởng, nó trẻ đời hay là nó khô, thì ở phiên bản kia là nó giống như là một cái mùi hương theo Bạch dự đoán nha, có thể là nó là một cái mùi hương áo da nhưng mà là mùi da ẩm, kiểu như các bạn vừa đi mưa về, thậm chí là cái mùi áo da của các bạn nó vừa ở trong một cái khu hoa hoàn hoa về. Tất nhiên là cái mùi hoa này nó sẽ không phải là mang được những cái nét nữ tính, nhưng mà cái mùi hoa ở trong đây nó xuất hiện như là một cách để khiến cái mùi hương này nó dễ dùng hơn, nó sáng hơn và cũng như là nó ẩm hơn. Và các nốt hương nó cũng sẽ nó sẽ chuyển biến, nó sẽ thay đổi một cách uyển chuyển hơn. Và đó là tất cả những gì mà Bạch suy nghĩ, Bạch trải nghiệm và cái sự dự đoán của Bạch về chai nước hoa Ombre Leader phiên bản bạc phim. Và nếu các bạn muốn theo dõi về tình hình hàng của chai nước hoa của Ombre Leader, thậm chí là Ombre Leader bạc phim á, thì mọi người hãy truy cập vào namberphim.net. Và các bạn có những cái góp ý cũng như là những cái trải nghiệm gì thì mọi người hãy comment cho tụi mình biết. Và nếu các bạn thấy thích video này, hãy cho tụi mình một like và một subscribe đến phần kênh giải trí Number Film TV của tụi mình nhé. Và cảm ơn tất cả các bạn.